khó đó mọi người ơi. Làm kẹt rồi rất là khó lấy. Ở đây giờ trồng làm cái đố được nha. Được mấy cái rễ vô đây. Đây nó chuột nó đi đầm thánh nó không có rễ con. Đây cái kiên gánh vô đây nữa được. À, hello mọi người nha, hôm nay em lại tiếp tục cái chuyến đi rừng nha. À, mới sáng lên gặp một em Hải Châu rồi mọi người, công như con tôm này. Nó nằm chèn trong cái góc coi cứ cu này. Lá nhỏ nha mọi người, lá nó đây. Đó. Đây nó đất nó khô cảnh, nó không có ra bông đâu mọi người. Lá vàng luôn, sắp chết luôn. Cong quẹo như một con tôm. Để nó chung xuống cái góc coi đây mọi người, coi gì đây không biết đây. Phải đục ra. Có mấy rễ nhỏ nhỏ chỗ đây nữa. Đó mọi người, phát hiện một góc Hải Châu mini nhỏ nhỏ đây. Xíu xíu này. Nhỏ mà có đế bự nha. Từ đâu chưa ra này hay không? Lùng đều lâu dưới. Lúc lùng cục lúc nha mọi người. Lé nhỏ, riêng riêng. Dưới đây thẳng đét mà lên trên cao nó có lách lách này. Cao quá, bỏ nó. Chất lượng, lúc con trời. Đâu một coi nữa nha mọi người. Có là nó lách lách giống con tôm, con tép gì đó. Phần cái đoạn nó lên. Lé rồi nha mọi người. Lé nó bấm xuống rồi. Giờ trên nó cao lắm, không có quay tới được nha. Màu xanh ngọc yến đâu. Đúng rồi, ngọc yến. Đầu cứ lên rồi bị xuống không? Có cánh chứ coi gì. Mò luôn, mò xuống thì lật rồi sao á. Đúng rồi. Không có. Không có, mớ yến bậy rồi kìa. Đúng rồi. Mớ yến bậy rồi kìa, sao không có. Thì sao kìa không có cứ hả hay á cây á không có cứ cứ thì không có đòi nhỏ kìa không có hay á nó dở như được hay á đèo đi còn quẩn nó quẩn rồi đấy có quên kia không không để hình không có kia. Anh em ơi, em có được cái Hải Châu thiệt to rồi. Anh kỳ đào coi, Hải Châu thiệt to không lồ đây. Có nhóm thì to lắm. Hai bữa. Từ đây chưa ra đây á. Chưa. Từ đây ghế rồi, chưa ra rồi. Ngủ đến theo chứ. Người tách mất rồi, bò tích theo rồi. Thấy rồi. Tách mất rồi. Ui vô, rồi rồi, ui vô. Coi chút xíu, xíu. Coi là cái rồi. Cái kìa. Giống cái kìa. Trời ơi, ngủ vậy thôi. Coi nổ vỡ rồi, nó giống cái kìa. Thôi rồi, chứ nào không thôi à, làm bộ. Để thứ này giống làm gì nhé, rình rình lại đào được à. Trời ai hay vậy? Chó trời ai vậy? Chó cũng tìm trời nữa. Dân rồi cứ mò đèo theo. Thì cái gì nó đế nó đèo coi xong cái gì đâu lẽ không lỡ cửa coi đây nè. Này coi cái giỏi đang nói nè đang lửa công trình từ từ chứ chị quay chị lại mấy câu hết nghỉ hết giờ rồi trưa rồi trưa rồi chị xuống nè mà lo không hả lửa cho nhau không lửa lửa một chiếc đò hay á
sao không đẻo anh? Hả? Đẹp gì sao không đẻo anh? Có lại không? Lại gì? Chờ đợi ông Trúc đi. Lỡ công trình rồi. Cưa xí xét rồi chứ. Cưa trừ heo xí xét rồi chứ. Xí gì? Ba thằng anh. Ba thằng anh? Ừ. Nhưng phải một thằng anh. Đến nhiều đến từ không? Thấy nhé. Thế là nhiều đến từ không? Đưa bác, đưa em nó rèo ra. Hả? Là nhiều đến còn từ không? Nhỏ đế bự một nút. Thế nhé. Là nhiều đến từ anh. Bút sôi Ngọc Yến. Chiên dưa lạc điếu. Theo ghế đâu, khóc ghế, khóc không đâu có ghế đâu, ghế dài, làm gì đâu ghế, nhớ yên rồi, thép đâu, chưa, thép. Tốc độ bình thường anh Ngọc Ngọc Yến, thép, đi chưa, điếm, cái gì thiệt. Ngọc yêu nha. Ngọc yêu. Con đế nó đẹp chứ sao nè. Con này đế đẹp lắm Ngọc yêu. Bao nhiêu? Một đêm rau đều xong rồi. Xong chứ biếu tôi mua biếu rồi đều đều nữa nó không đều đâu. Đều xong rồi nào đưa cho anh đêm. Lồ. Nói tiền công nữa. Nói tiền công đều nữa. Hai đêm phải mang gì tới nhà. Chứ hai đêm đều xong có đến núi vách nó mang không nữa thôi chứ. Để gì nhà nó mua xuống nè. Nhà nó lên mạng nó mua. Đúng không? Hứ ấy, ai địch đâu hứ. Coi nào, coi bữa nói, già yeah, giống y xì khác đâu, khác cái lé nha, nó khác gì đâu hay lắm, y xì anh hai anh em ấy giống y xì, góc có ngọn, ngọn góc. Làm gục gục đây. Ừ nào đây. Hỏi cái gà đi. Kéo khóc kêu vậy. Biết cái bàn của kêu mà mày im im đây. Eo coi mày hỏi kêu kìa. Có rồi bị eo coi mà bị hỏi mày im im nè kêu vậy. Kéo khóc đúng không? Còn mất vậy nữa cái mà biết cao ngớn ngó mà kêu mà bay bay bay. Hả? Bay ăn quen người khử hỏi ai ào sao bị nói bay là sao? Hả? Hả người bay có học không? Hả? Kêu ghè có gâu mà bị nói bay là sao? Hỏi kêu hỏi mày bay hướng mà mất vậy gửi rồi. Hả?
Cứ nghèo khúc nghèo coi thôi. Còn ai cứ mừng bên nó ai ngờ được ốc nghèo lại bỏ đi. Còn có rễ mé. Có rễ sao sống hay vậy? Điện chi Úc Nghĩa? Điện chi? Có điện nhau có chuông. Ui à. Ai? Ào. Ào. Ui ôi à, sao cưa cái chúng cái nè. À. Ui dồ. Man đẹp quá đeo được quá. Chưa đi không? Nói ăn này. Làm theo. Rồi. Hai đứa nó ôm rồi. Nó một. Ờ nó nằm vậy. Ừ. Chưa nào kìa. Hai là lúc mình hai mà nó em người. Chưa nè. Ờ. Ok, nó quẹo 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 ra, quẹo ra. Lắc lắc kiểu quẹo không? Hết dài. Dạ, hết dài. Rồi anh. Chắc cái nào? Nhàn nãy á, ừ, anh nhỏ rồi anh. Dài quá. Cái nào đó. Nó tôi dài không kìa. Hả? Hả? Tự tôi dèo ấy anh nhè anh nhè ấy ừ không hiểu ờ chúng rính quá. Ừ. Bánh như rồng không hiểu à bác ơi ấy không hiểu à. Ừ, khí nó anh các bác bánh em nó rèo rồi cũng bánh bánh nhá cũng đòi nó làm dồn một cục này bò lách chúng rính lại quá hãy yên ngỡ cường đấy nhá khi hàng đây. À. Úc Nghĩa mới khai quật được. Ui hồ, chú ồ cho dưỡng này hả? Không hiểu? Ồ ồ á. Dược, bị ở đấy nữa. Nó thịt lì. Ừ, mở ra, mở ra. Mở ra gieo hàng rồi. Chào Ngọc, Ngọc Yến. Bánh như đàn bà chú. Đây, bông sai Úc Nghĩa giới thiệu mặt hàng đây. Ui ồ à. Quanh gỡ 40 rồi. 40. Không có, 35. À. Quanh vừa úc nút. Quay quay dòng thôi. Bó nào có nhiều hết ai thói gì. Ui, ôi, hôm nay siêu tầm được có bự quá, có nào niêu ngon lành luôn nha. Nào niêu son chéo. Cánh chính quá. Cho tông trụ điện được. Ở trong nơi đem tông trụ điện đem ráng được đâu. Như cái rừng hả bác à. Không thoát anh đánh mặt trời luôn. Ôi, ở mềm vậy. Xanh. Ôi. Vậy nè. Ừ. Đồ, kinh khủng, kinh khủng. Mềm vậy. Quá kinh khủng có nghĩa. Mềm vậy. Siêu ồ không lồ. Còn bông sai Ngọc Yến đang khai quật cái bụi hai trâu siêu ồ không lồ chứ kia. Đào từ sáng sớm rồi mà chưa ra. Chắc người ta chiều gió rồi các bác. Cười nữa.